Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong chương trình cầu nguyện, xin Chúa Ngài cho chúng ta giữ lửa phục hưng không hề tắt. Và chúng ta trong những ngày cầu nguyện, cái phần hết sức là quan trọng đó là chúng ta giúp đỡ cho người ta tin Chúa. Thì như chúng tôi chia sẻ với anh chị em, quan sát và nghiên cứu về lịch sử của sự phục hưng thì chúng ta biết rằng sự phục hưng kéo dài một cái thời gian rất là ngắn. Sau đó cái âm hưởng, cái afterglow của cái ảnh hưởng của cơn phục hưng nó có thể kéo dài một thời gian. Nhưng mà cái ngọn lửa đầu tiên bốc cháy của phục hưng đó thì là một thời gian rất là ngắn thì nó dừng lại. Trừ trường hợp là có thêm nhiên liệu. Và hai cái của phục hưng mà chúng ta thấy kéo dài một cái thời gian rất lâu. Thứ nhất đó là ở tại Nam Hàn. Chúng ta thấy cứ càng quét đến một cái mức độ là nếu chúng ta có đến Nam Hàn thì chúng ta sẽ thấy cái mức độ của nhà thờ, của thập tự giá. Nếu chúng ta trên phi cơ sắp đáp mà chúng ta nhìn xuống cái đất của Nam Hàn thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thấy thập tự giá nhiều hơn anten nhà. Nếu đem so với lại Việt Nam của chúng ta đó thì chúng ta thấy rằng anten thì như là bông cỏ, nhưng mà nhà thờ và thập tự giá ở tại Hàn Quốc thì chúng ta thấy rằng nó cũng nhiều như vậy. Chúng ta có thể thấy họ sơn màu đỏ đầy hết. Ngày Chủ nhật thì chúng ta có mặt tại đó thì chúng ta thấy rằng người ta có thể phục vụ bán thức ăn, đồ ăn sáng. Nhưng đến đúng giờ thì chuông của các nhà thờ đổ đó là ai nấy đều phải thanh toán tiền và ra khỏi tiệm vì đa số các tiệm đều đóng cửa để đi nhà thờ. Thì người ta đặt câu hỏi là làm sao để cuộc phục hưng nó kéo dài như vậy? Câu trả lời là bởi vì hội thánh của Chúa tiếp tục truyền giáo. Đưa thêm người mới vào thì làm cho hội thánh của Chúa đó là không có cái tình trạng là không có chuyện làm. Thì nhìn qua nhìn lại rồi cuối cùng tấn công, nói xấu nhau và gây chia rẽ. Nhưng mà khi có con đỏ thuộc linh, mình chịu trách nhiệm chăm sóc, thì đa phần là người ta sẽ súng lại để lo cho em bé mới sanh. Thì có một cái sự hiệp một để có thể làm công việc đó. Và thứ hai là cái cuộc phục hưng ở tại Argentina. Thì chúng ta biết rằng cũng kéo dài gần 20 năm. Chúa Ngài ban phước một cách mạnh mẽ ở trên cuộc phục hưng này. Nó ảnh hưởng lan rộng ra cho cả Nam Mỹ. Rồi chúng ta thấy có những sự biến đổi cộng đồng xảy ra trong ơn của Chúa. Đường lối của việc hội thánh của Chúa cứ tiếp tục được phát triển và sự phục hưng vẫn giữ. Chúa Ngài sử dụng một chức vụ đó là của sư Carlos Anicondia. Ông đã có những công cụ truyền giảng mà quyền năng của Chúa thể hiện một cách rất là rõ ràng. Một buổi tối như vậy có thể có 500-600 người bị quỷ ám đó, được giải cứu đồng loạt. Khi ông công bố danh của Đức Chúa Giê-xu cột trói công việc của thế giới tối tăm thì những người có quỷ ở trong họ nó thét lên. Và có một cái liều giải cứu người ta đưa vào để giải cứu. Những cái chương trình truyền giảng như vậy thì có thể kéo dài từ 2 tuần lễ cho đến 1 tháng. Thì Chúa cho kết quả rất đông người trở lại tin Chúa. Và như vậy mà cái cuộc phục hưng cứ tiếp tục bốc cháy. Và chúng ta đã cầu nguyện điều đó, xin Chúa Ngài ban ơn để kết quả đưa người mới đến với Chúa. Và tối đêm nay thì tôi mời anh chị em chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước để chức vụ của việc rao giảng lời của Chúa sẽ được Chúa Ngài ban phước một cách đặc biệt. Vì quyền năng của lời của Chúa rất là đặc biệt và lạ lùng. Chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa Ngài cho có lời của cái mùa đó, của đời sống của những người. Họ có những thắc mắc, họ có thể được Chúa Ngài bày tỏ ra cho họ những điều ở trong chiêm bao, ở trong sự hiện thấy. Khi họ được đến nhà của Chúa, được Chúa Ngài kéo họ đến và lời của Chúa giảng ra đúng và trong cái hoàn cảnh và nhu cầu của họ thì sẽ có một sự đáp ứng tốt đẹp. Cho nên tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước để lời của Chúa sẽ có một sự tuôn đổ tươi mới về lời của Chúa. Và tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ một số điều về quyền năng lạ lùng của lời của Chúa để chúng ta thêm nhiên liệu và tấm lòng của chúng ta được lời của Chúa khích lệ chúng ta để chúng ta sẽ cầu nguyện một cách đầy kết quả. Thứ nhất là chúng ta tin lời Chúa đầy quyền năng. Ê-sai 55 câu 10 cho đến câu 11 chép: vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Như vậy chúng ta thấy ở đây, lời từ nơi Chúa, khi được ban phát ra,
thì được sai phái đi ra để làm thành mục đích mà Chúa Ngài đã định. Cho nên chúng ta cầu nguyện và chúng ta tin rằng lời của Chúa là đầy quyền năng, sẽ không trở về Ngài, trở về với Ngài một cách luống nhưng. Nhưng Chúa Ngài sai phái thì nó sẽ đi ra và nó sẽ làm được cái chức năng của công việc mà Chúa sai phái. Thì có một sự so sánh ở đây, chúng ta thấy như là của mưa và tuyết. Thì chúng ta thấy khi được đổ ra thì nó sẽ không trở về, nhưng mà sẽ có một sự luân chuyển của chu kỳ của mưa, của tuyết, rồi tan chảy ra thành nước, nước bốc hơi, tụ thành mây, rồi lại mưa xuống, và khi đúng nhiệt độ thì sẽ đổ xuống qua dạng của tuyết. Thì chúng ta thấy chu kỳ đó cứ tiếp tục được kết quả. Lời của Chúa cũng vậy, khi chúng ta rao giảng ra, sẽ được gieo vào trong những tâm lòng, có những tâm lòng nhằm đúng vào trong những vùng đất tốt, thì lời của Chúa lại kết quả. Kết quả của lời của Chúa sẽ đem lại trên những cuộc đời đã được cứu, lại nắm bắt lời của Chúa và rao giảng ra, thì chúng ta thấy cái chu kỳ của lời của Chúa được rao giảng ra, lớn lên, thu hoạch, rồi gieo, rồi lớn lên và được thu hoạch, thì sẽ tiếp tục được diễn ra trong ơn của Chúa. Và từng hồi từng lúc thì chúng ta thấy rằng phải có thêm phân bón, phải có thêm những điều để khích lệ, đối diện với, hay là có những lúc phải chuẩn bị đất, bởi vì có thể có bông cỏ, cỏ dại, hay là gai, hay là tật lê ở trong cái vùng đất đó. Thì chúng ta tin rằng Chúa Ngài cũng muốn chúng ta chuẩn bị qua sự cầu nguyện, có những cái vùng đất màu mỡ để đón nhận hạt giống. Thì Chúa Ngài cho chúng ta thấy trong ẩn dụ về người gieo giống đó, thì giống lúa là lời của Đức Chúa Trời. Và một thí dụ khác thì Chúa Ngài nói rằng hạt giống là đạo, là những con người của nước của Đức Chúa Trời, khi được gieo vào ở trong những cái vùng đất thì sẽ đem lại kết quả, lớn lên và sẽ đem lại kết quả. Chúng ta tin lời của Chúa là lời đầy quyền năng và sẽ thực hiện theo ý định mà Chúa Ngài đã định. Lời Chúa sẽ làm trọn ý muốn và mục đích của Ngài. Lời Chúa cũng có một cái sức mạnh không gì có thể chống lại nổi. Chúng ta nói lời của chúng ta thì có thể chúng ta gặp trở ngại, nhưng mà lời của Chúa thì sẽ không có cái gì có thể đứng nổi, chống nổi lời của Chúa. Nên một trong những điều mà chúng ta đang tiến vào và áp dụng cái hội thánh đơn giản, thì câu hỏi là nếu chúng ta chỉ đọc cái phần kinh thánh đó và chúng ta đặt những câu hỏi, thì liệu người con của Chúa ở trong những cái nhóm đó có trưởng thành hay là không? Thì câu trả lời sau nhiều cuộc nghiên cứu thì người ta lại khám phá ra rằng họ trưởng thành nhanh hơn là chỉ đi nhà thờ. Bởi vì người ta học trực tiếp từ nơi lời của Chúa, và học đúng, rồi có cái tinh thần chịu áp dụng lời của Chúa. Như tôi nói, ở trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay có nhiều con cái của Chúa, cũng như là nhiều nơi, cái khoảng cách giữa sự hiểu biết lời của Chúa và áp dụng lời của Chúa đó, nó vẫn còn quá lớn. Người ta đi học lời của Chúa xong rồi cất lên đó, cứ đòi tìm học những lời mới vân vân, trong khi đó những huấn lệnh của Chúa cho những lời mà mình đã nhận thì mình lại không áp dụng. Thì đó là một cái trò chơi rất là nguy hiểm, bởi vì sẽ đến lúc chúng ta sẽ gặp trở ngại ở trong công việc, đó là khi có những bão tố cuộc sống đến, vì không có áp dụng lời của Chúa. Thì Chúa Giêsu Ngài nói rằng đó là thái độ và công việc của một những con người rất là dại dột, xây cất nhà của mình ở trên cát, bởi vì mình không áp dụng lời của Chúa. Nhưng mà ai áp dụng lời của Chúa, học và áp dụng lời của Chúa, thì như người khôn ngoan xây cất nhà của mình ở trên đá. Khi có những bão tố, khi có những sóng gió đến ở trong cuộc đời, thì những người đó sẽ đứng vững. Còn những người tự lừa mình, học xong rồi bỏ đó không áp dụng, thì hay là muốn người khác áp dụng mà chính mình không áp dụng, thì cuối cùng thì chúng ta thấy rằng những cuộc đời đó khi gặp những bão tố khó khăn thì hư hại rất là nhiều. Và chúng ta nhìn thấy điều đó rất rõ xảy ra ở trong những ngày của dịch lệ, những ngày của sự khó khăn. Thử lửa đó, chúng ta thấy rằng có rất là đông người, họ là những người của nhà thờ, thì rơi rớt, không thể đứng nổi. Chỉ có những người thật là con Chúa, là môn đồ thật của Chúa thì chẳng những đứng vững mà còn phát triển rộng ra. Đó là sự khác biệt mà xin Chúa cho chúng ta nhìn lại những cái ngày của Covid để chúng ta có thể chuẩn bị cho tương lai của mình là như vậy. Lời của Chúa cũng có một cái kết quả là khi chúng ta công bố ra thì chúng ta tháp vào trong quyền năng vô hạn của lời của Chúa. Cho nên anh chị em, quyền năng của sự hiện diện của lời của Ngài là điều mà chúng ta thấy lời Chúa chuyên chở quyền năng của Chúa. Nên chúng ta
học lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy những phước hạnh, thí dụ quyền năng của lời của Chúa như lửa. Ở trong Jeremy chương 23 câu 28 đến 29. Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuộc chiêm bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta một cách trung tín. Đức Chúa Va phán, rơm rạ há sen vào với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Chúa Va phán vậy. Thì chúng ta thấy ở tại đây, có cái chỗ của chim bao, có những chỗ của những cái lời được đến từ nơi những cái giờ chúng ta cầu nguyện, từ những giờ chúng ta nhận được sự mặc khải từ nơi Chúa. Nhưng mà cũng có vị trí của lời đã chép thành văn tự. Và Chúa Ngài đã, ngoài các tiên tri của Chúa đã gieo ra ở trong ơn của Chúa, thì chúng ta học những điều đó và biết chắc rằng nó được kết quả ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự ban cho từ nơi Chúa để chúng ta cứ tiếp tục vững vàng ở trong ơn của Ngài. Cho nên chúng ta thấy ở đây lời của Chúa mạnh mẽ như lửa, thiêu đốt, làm nóng cháy lòng của người nghe. Đây là một trong những cái phước hạnh mà chúng ta thấy được. Khi chúng ta ở trong cái buổi nhóm mà lời của Chúa được sự sức giàu của Chúa rao giảng ra, thì lòng của chúng ta bắt đầu chúng ta thấy nó nóng. Như hai môn đồ trên đường Emmaus đó. Thì khi Chúa Giê-xu đã biến mất rồi, thì Luca chương 24 câu 32, họ ôn lại cái trải nghiệm của họ khi họ nói chuyện với người khách lạ trên đường này. Thì họ nói như thế này, hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện điều này, xin Chúa Ngài ban ơn. Để khi lời của Chúa được cắt nghĩa, mà đúng là lời của Chúa được cắt nghĩa đó, thì người nghe khi ngồi đó, thì sẽ thấy lòng của mình nóng cháy. Còn mình nghe mà thấy lòng của mình nó lạnh ngắt á, thì có thể có hai lý do. Một là cái người nói không có lời của Chúa. Họ nói rất nhiều nhưng mà không có lời. Hai là cái tấm lòng của người nghe đó thì không có một cái sự đón nhận. Thì chúng ta thấy rằng nó có thể gặp những cái sự khó khăn đó. Nhưng mà nhớ một điều, đó là lời của Chúa khi tiếp tục được rao giảng ra thì có một cái sức mạnh rất là lớn như lửa để thiêu đốt. Cảm ơn Chúa. Và điều đó chúng ta thấy rằng sẽ xảy ra trên những tấm lòng, trên những cuộc đời mà họ đón nhận. Phần của người giảng đầy ơn của Chúa, sự sức giàu của Ngài có lời từ nơi Chúa. Người nghe chịu chuẩn bị tấm lòng của mình như một vùng đất tốt. Thì chúng ta sẽ thấy rằng sẽ có kết quả lan rộng ra qua lời của Chúa là như vậy. Lời của Chúa cũng có sức mạnh như búa, đập vỡ tan tành những khó khăn của đời sống. Chúng ta hãy sử dụng lời của Chúa như búa. Búa này có thể đóng những cái đinh, đóng cột, mang lại kết quả một cách tốt đẹp, nói đến gây dựng một cách vững chắc. Và búa này cũng có thể đập vỡ những ngăn trở, thắng những điều tiêu cực ở trong đời sống. Và chúng ta thấy điều đó. Khi chúng ta ở trong cái buổi nhóm mà gọi là đầy ơn của Chúa, chúng ta thấy cái lời của Chúa được rao giảng ra, chúng ta nhận được sự ngọt ngào. Có những lúc chúng ta thấy lời của Chúa đánh động vào trong tấm lòng của chúng ta, chúng ta khóc, chúng ta không cầm nước mắt được. Có một sự hành động và làm việc của Chúa ở trên tấm lòng của chúng ta. Và đây là điều hết sức là phước hạnh mà chúng ta có thể có được. Thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để các đệ tớ của Chúa, những người rao giảng lời của Chúa, các nhóm khi chúng ta nhóm nhau lại, thì lời của Chúa sẽ được ban phát ra cho chúng ta. Chúa có thể điều động mỗi người trong sự góp ý để góp phần vào trong công việc Chúa Ngài phán dạy với chúng ta qua những người trưởng thành, những người trong nhóm. Cho nên chúng ta phải trung tín để công bố lời của Chúa. Trở lại với Jeremy chương 23 câu 28-29. Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuộc chiêm bao ấy đi. Còn kẻ nào đã lãnh lời của ta, đã lãnh được lời của Chúa, hãy truyền lại lời của ta một cách trung tín. Như vậy chúng ta thấy có cái trách nhiệm, chúng ta nhận lãnh thì chúng ta phải rao truyền ra. Đức Giê-hô-va phán, rơm rạ há sen vào lời hứa với lúa mì sao? Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán như vậy. Anh chị em hãy trung tín công bố lời của Chúa. Và có những cái chiều kích phước hạnh mà chúng ta có thể thấy được khi chúng ta tích cực công bố lời của Chúa, thì chúng ta bắt đầu sẽ thấy những phép lạ xảy ra. Nhiều ngăn trở và chống đối sẽ bắt đầu bị phá vỡ. Chúng ta thấy ba lần Đức Giê-xu Ngài trả lời với Sa-tan khi nó cám dỗ Chúa, Ngài chỉ công bố lời của Đức Chúa Trời và bắt đầu bằng cụm từ có lời chép rằng. Đây chúng ta thấy sức mạnh của lời của Chúa đã chép. Mà khi được sử dụng đúng lúc, đúng hoàn cảnh, thì chúng ta thấy rằng tất cả những mưu trước của Sa-tan đều bị đánh bại. Ba lần khi Đức Giê-xu Ngài đánh bại Sa-tan thì nó phải tạm lìa Chúa.
Đây cũng là điều mà tôi tin rằng Chúa Ngài có thể ban phước và hành động ở trên đời sống của chúng ta, cũng như các buổi nhóm, các sinh hoạt của hội thánh của Chúa. Lời của Chúa có quyền năng một cách rất là lớn lao, có thể gọi người chết sống lại. Chúng ta nhớ khi Đức Chúa Giêsu Ngài nói xong bèn kêu lên một tiếng lớn rằng hỡi Lazarơ, hãy ra, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là người chết đi ra. Giăng chương 11 câu 43 đến 44 phần A. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký thì Chúa Ngài phán phải có, thì sự sáng, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, thú vật, chim trời, cá biển liền có. Ngài phán phải có sự sáng thì có sự sáng. Ngài phán phải có những vì sáng để cai trị ngày và đêm thì mặt trăng, mặt trời đã được dựng nên. Ngài phán thì việc liền có. Và chúng ta ngày hôm nay là con cái của Chúa. Chúng ta được Chúa Ngài ban cho chúng ta cái đặc ân để chúng ta có thể công bố lời của Chúa. Và khi chúng ta công bố lời của Chúa thì Ngài sẽ có mặt ở tại đó, ở trên lời của Ngài, để làm thành lời của Chúa đã phán và những lời của Ngài đã hứa. Cho nên hãy công bố lời của Chúa cho Lazarus trong đời sống của chúng ta. Vì có những thứ nó đang chết, có một số nó đã chết rồi, nhưng mà trong quyền năng của Chúa chúng ta có thể làm cho nó sống lại. Tôi đã chứng kiến và kinh nghiệm có những chức vụ, có những người đời sống của họ kể như đã chết về thuộc linh. Họ không còn có thể cầu nguyện được nữa, và cái sự hiểu biết lời của Chúa và nhận được lời của Chúa không còn. Cái lỗ tai của họ như là đã bị trét xi măng rồi, không còn nghe được lời của Chúa nữa. Nhưng mà khi lời của Chúa được công bố trong quyền năng và trong sự giúp đỡ phục vụ, thì chúng tôi đã thấy những cái cuộc đời đó sống trở lại. Có những người bị những thương tổn, bị những đụng chạm ở trong hội thánh, họ đã đi đến cái chỗ là họ đầu hàng với cái sinh hoạt niềm tin ở trong hội thánh. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi công bố lời của Chúa và truyền lệnh, như là những cái linh chống đối việc học lời của Chúa, linh chống đối cầu nguyện, thì khi công việc được giải quyết cột trói thì người ta lại trở lại ham thích lời của Chúa trở lại và có thể cầu nguyện trở lại. Nên chúng ta hãy trung tín công bố lời của Chúa. Chúng ta gọi những sự chết nó phải sống lại để đem lại cái sự sống ở trong ơn của Chúa. Thí dụ như khi chúng ta biết có những người họ gặp những cái sự tấn công áp bức của ma quỷ, hãy công bố ác quỷ đi ra, bởi vì người đã bị đắc thắng bởi huyết của Chiên Con. Hay là chúng ta truyền lệnh huyết của Đức Chúa Giêsu lên tiếng nghịch lại cùng người, hỡi Sa-tăng, vì nó có thể, nó có những cái chiêu thức, có những cái cách để nó tấn công chúng ta. Và chúng ta cũng nghe có những lời, như tôi đã từng làm chứng với anh chị em, có những lúc mà người ta khóc lóc, thấy dường như là có một tấm lòng với Chúa lắm, nhưng mà thật ra quỷ ở trong họ đã nói xấu về Đức Chúa Trời của chúng ta. Và đây là chỗ mà chúng ta phải sáng suốt để được Chúa Ngài sử dụng. Chứ không phải điều gì mà người ta nói trong cái danh nghĩa là khóc lóc nài nỉ đó, thì chúng ta cũng đều khóc theo và chúng ta mũi lòng theo. Thì tôi đã kể với anh chị em, trong một chuyến chúng tôi hầu việc Chúa ở vùng Tây Bắc, thì có một người tiến lên để xin sự chữa lành cho lỗ tai của mình. Và rất là thành tâm. Lột hai cái ống nghe, cái máy trợ thính, ném ở trong vách tường, nó chạm vào, nó vỡ ra từng mảnh, rớt xuống trần nghe. Anh quỳ xuống, cô vợ cũng vậy, và hai người khóc lóc. Chúa ơi, Chúa bỏ con rồi, Chúa không chữa lành cho con, Chúa không có nghe lời cầu nguyện của con. Các chị em khác cũng súng chung quanh, cũng thúc thích khóc, Chúa ơi, Chúa bỏ người anh em này. Thì họ mong đợi là tôi đến cũng khóc giống như họ. Và tôi đến và tôi công bố trong danh Đức Chúa Jesus, ta bảo mày phải im miệng. Mày đang nói xấu về cha tốt lành của ta trên trời. Ngài là đứng đáp lời cầu nguyện. Bởi vì lời của Chúa nói rằng Ngài đáp lời cầu nguyện, phải không chứ? Ngài không lìa, không bỏ con cái của Ngài. Mà chúng ta thấy rằng ma quỷ nó lợi dụng cái hoàn cảnh và tấm lòng hay là môi miệng của những người không nắm vững lời của Chúa đó. Nó khóc lóc, than vãn như vậy. Và những người khác không biết thì cũng quỳ xuống kế bên cạnh cũng khóc tiếp. Và trong ơn của Chúa, khi chúng tôi công bố và truyền lệnh đuổi nó đi, người này ngã một cái rầm ra. Khi tỉnh lại, rằng cảm ơn mục sư, khi mục sư công bố điều đó thì em thấy có một cái gì đó nó xuất ra khỏi đầu của em. Lúc đầu thì có một số người họ nhìn tôi như là chưa bao giờ thấy có một mục sư nào mà gọi là nhẫn tâm đến như vậy. Người ta lên người ta nhờ cầu nguyện mà lại phán một câu là đuổi quỷ ra khỏi cái người đó. Khi người này làm chứng, mọi người mới vỡ lẽ ra. Và tôi mới giải thích, chúng ta có nhiều khi chúng ta để cho ma quỷ nó nói xấu cha của chúng ta.
Mà chúng ta vì không biết lời của Chúa thì chúng ta lại đồng ý với nó và chúng ta lại khuếch đại cái lời của nó. Nên chúng ta cần để ý đến điều đó. Mà chúng ta trong những trường hợp như vậy, lấy lời của Chúa, lấy sự hiểu biết của chân lý của Chúa mà chúng ta công bố vào trong những hoàn cảnh đó. Ung thư ra khỏi thân thể này bởi vì nhân những lặng đòn của Đức Chúa Giêsu thì người con này của Chúa đã được lành. Tài chánh hãy trở lại trật tự bởi vì Đức Chúa Giêsu tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của tôi theo sự giàu có của Ngài ở các nơi vinh hiển. Anh chị em, dùng lời của Chúa. Lời của Chúa như lửa, như búa. Hãy sử dụng lời của Ngài. Giăng chương 8 câu số 51 chép, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu kẻ nào giữ lời ta thì sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Cảm ơn Chúa. Ở đây chắc chắn là Chúa Ngài nói đến cái sự chết tâm linh đó. Sự chết thứ hai đó. Thì chúng ta thấy thật là quyền năng diệu kỳ của lời của Chúa, cho nên hãy giữ lấy lời và công bố lời của Chúa. Chúng ta yểm trợ hội thánh của Chúa ở trong những ngày sắp đến trong chức vụ của lời. Chúa Ngài ban cho chúng ta có lời của Chúa. Chúa Giêsu công bố ở trong Giăng chương 11 câu 25-26, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi, còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi có tin điều đó chăng? Như vậy lời Chúa dạy chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng và giúp đỡ cho những người chưa biết Chúa, họ cũng có thể được biết đến Chúa khi chúng ta trung tín công bố lời của Chúa. Lời của Chúa cũng dạy chúng ta đồng ngồi cai trị với Chúa đời đời. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 8 câu 31-32, bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Cảm ơn Chúa. Lời Chúa sẽ giải phóng những cuộc đời để họ có thể kinh nghiệm được sự tự do. Cảm ơn Chúa. Ma túy rượu, ta không cần ngươi nữa. Vì con của Đức Chúa Trời đã giải thoát ta được sự tự do. Hỡi những thói hư tật xấu, ngươi không có quyền ở trên ta nữa bởi vì Đức Chúa Giêsu đã giải thoát ta được tự do. Nói với những cái cơn ghiền, nói với những thứ nó đang cầm buộc chúng ta, ta đắc thắng bội phần qua quyền năng của đấng yêu thương ta. Như Giăng chương 17 câu 17, xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Cho nên sức mạnh của lời của Chúa rất là quan trọng lên cho em. Không phải chỉ là những chữ được in giấy mực ở trên những trang của Kinh Thánh, nhưng mà là lời của Đức Chúa Trời, là lời sống. Thi Thiên 119 câu 11, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Như vậy lời Chúa quyền năng ở trong tấm lòng của chúng ta là liều thuốc chống lại tội lỗi. Chúng ta thấy cám dỗ nó đến qua con mắt, nhưng mà chúng ta giao ước với mắt rằng sẽ không nhìn những điều ác như lời của Chúa dạy. Chúng ta sẽ đắc thắng. Cám dỗ đưa đến kiêu ngạo của đời. Chúng ta biết rằng lời của Chúa bảo chúng ta, Chúa chống kẻ kiêu ngạo nhưng làm ơn cho kẻ khiêm nhường. Chúng ta quyết định chúng ta khiêm nhường trước mặt Chúa. Cám dỗ của cuộc sống không thành thật thì chúng ta hãy công bố lời của Chúa. Thi Thiên 51 câu 6 chép: Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Lời của Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta kinh nghiệm được sự đắc thắng. Và Công vụ chương 10 câu 44 và 46, khi Phêrô đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Vì các tín đồ nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta rao giảng lời của Chúa để mở cho anh chị em một chiều kích mới của đời sống ở trong Đức Thánh Linh, thì chúng ta thấy rằng sức mạnh của lời của Ngài cũng rất là quan trọng. Cảm ơn Chúa. Có những cuộc đời kinh nghiệm được những sự bứt phá ở trong đời sống của họ. Có một chị em làm chứng lại. Có một lúc ở trong đời sống làm ăn thất bại, mất hết tất cả. Và trong giây phút đó đi đến nhà thờ thì không nghe có một cái lời nào để giúp đỡ cho mình. Bà tìm ở trên các bài giảng ở trên Internet thì cũng không nghe được, cho đến khi tiếp xúc với chức vụ của chúng tôi và các bài giảng từ VBC. Để cô nhận được sự giúp đỡ. Cô nghe có những cái cánh cửa của hy vọng và quyền năng của Chúa. Cô nghe cô nắm bắt. Và cảm ơn Chúa, lời của Chúa đã đem lại cái sự thay đổi tươi mới. Và cô bắt đầu áp dụng lời của Chúa. Không bao lâu Chúa cho làm ăn và lấy lại tất cả những gì đã mất. Mà còn dư ra để có thể đầu tư, để có thể dâng hiến vào trong những chỗ mà hội thánh của Chúa chung có nhu cầu. Cô dâng hiến rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Cô có cái lời làm chứng và cảm ơn chúng tôi vì đã trung tín làm công việc mà Chúa Ngài sai phái. Trong tuần chúng tôi cũng nhận được
một cái lời làm chứng của một thiếu nữ. Năm 2012, cô đến dự một cái hội nghị được tổ chức ở tại đây với chúng ta ngày 12 tới tháng 12 của năm 2012. Cô và một người bạn đã từ Denver đến đây để tham dự. Và cô làm chứng lại, bắt đầu từ năm 2009, thì cô có người dì bảo trợ cô qua để học cái chương trình là học sinh, du học sinh. Thì mỗi buổi sáng đi làm thì người dì này mở bài giảng của tôi lên nghe. Cô nói rằng ban đầu thì cô bị nghe, nhưng mà một thời gian ngắn sau thì ham thích và nghe được sự khích lệ bởi lời của Chúa. Và cô nói rằng hết cái tiết học, mà ở giữa tiết học đó với tiết học khác, có giờ rảnh là cô nghe. Một ngày cô có thể nghe nhiều bài giảng ở trong ngày đó. Có những bài giảng cô nghe đi nghe lại, lời của Chúa làm việc. Và đến một lúc thì cô phải tải những bài giảng xuống ở trong máy, trong điện thoại của mình và nghe một cách liên tục. Và cảm ơn Chúa, từ đó thì cuộc đời của cô đã bắt đầu kinh nghiệm được những phước hạnh Chúa ngày ban cho. Có một cái tiến trình rất là dễ thương mà chúng ta có thể thấy ở đây. Cô nói trước đó nữa thì khi cô hát thì giống như là cô đang đọc chữ, không có trầm bổng của nốt nhạc. Cô bắt đầu cầu nguyện là Chúa xin cho con có khả năng hát. Lời cầu nguyện thứ hai sau đó một thời gian là Chúa xin cho con có giọng hát tốt để con có thể hướng dẫn thờ phượng. Lời cầu nguyện thứ ba là Chúa xin cho con được ơn của Chúa để khi con hát hướng dẫn thờ phượng thì Chúa Ngài làm việc và bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Cô gửi lời làm chứng và khích lệ chúng tôi rằng việc đó vừa mới xảy ra ở trong tuần trước. Cô đứng hướng dẫn người khen thờ phượng thì người ta ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. Phước hạnh của Chúa được bày tỏ ra. Và cô kết luận là cảm ơn mục sư đã giảng dĩ rao giảng về Đức Thánh Linh mà con có được ngày hôm nay. Anh em, lời của Chúa có cái sức mạnh đó. Nó có thể thay đổi những tấm lòng không ham thích lời của Chúa. Như cô mô tả là bị nghe. Rồi đến cái chỗ ham thích lời của Chúa đến độ không thể ngưng được. Rồi thấy kết quả của những điều đã xảy ra theo như lời của Chúa mà mình đã được nghe và đã được công bố. Anh em, lời của Chúa có sức mạnh như vậy. Cho nên chúng ta sẽ tập trung và cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Chúa ban ơn để Chúa Ngài sẽ ban lời của Ngài trên mọi sinh hoạt của chúng ta là như vậy. Và Roma chương 10 câu số 8. Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng của ngươi. Ấy là đạo đức tin và chúng ta giảng dạy. Và chúng ta giảng dạy. Anh em, lời của Chúa đạo nó nằm ở trong lòng và trong miệng của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy lời đã chép thành văn tự. Khi được đưa vào trong cuộc đời của chúng ta tiêu hóa lời của Chúa. Đức Thánh Linh có thể biến những lời đó trở nên lời rhema, lời của sự mặc khải, lời của những giờ phút đặc biệt trong một hoàn cảnh nào đó hay là một mùa của đời sống nào đó. Lời của Chúa bởi Đức Thánh Linh Ngài vận hành có thể đem lại sự thay đổi, đem lại sự biến đổi ở trong tấm lòng của người nghe. Thì đạo của Chúa ở gần và ở trong miệng và trong lòng của chúng ta là như vậy. Chúng ta nhớ thầy đội ở trong Kinh Thánh. Ông hiểu cái lẽ thật này. Ông xin Đức Giê-xu chỉ phán một lời thì cũng đủ để đầy tớ của ông được lành. Phi-rơ cũng hiểu được điều này và ông đã công bố ở trong công vụ chương 9 câu số 34. Phi-rơ nói với người rằng: Hỡi Ê-nê, Đức Giê-xu Christ chữa cho ngươi được lành. Hãy trở dậy, dọn dẹp lấy giường của ngươi, tức thì người vùng dậy. Phao-lô cũng hiểu tầm quan trọng của việc công bố lời của Chúa. Ông khuyến khích vị mục sư trẻ là học trò, là con thuộc linh của ông, Timôthê, hãy giảng đạo cố khuyên. Bất luận gặp thời hay không gặp thời đó, thì chúng ta thấy ông đã khuyến khích ở trong ơn của Chúa. Lời của Chúa là toàn năng. Lời của Chúa là linh và sự sống. Cho nên chị em, cùng với chúng tôi, chúng ta buổi tối hôm nay cầu nguyện cho ít nhất là 5 điều liên quan đến lời của Chúa. Để chúng ta sẽ thấy, chúng ta giữ lửa phục hưng của hội thánh của Chúa cứ tiếp tục được cháy của chức vụ của chúng ta, của mọi sinh hoạt của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Thứ nhất chúng ta cầu xin cho sự gia tăng về lời đó. Thì chúng ta cầu nguyện là Cha, nhân danh Chúa Giêsu chúng con công bố một sự khai phóng lời một cách tươi mới và biến đổi sự sống ở trong mỗi buổi nhóm của chúng con để sẽ quy tụ và giữ lại nhiều người trong hội thánh này. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện điều đó. Thi Thiên 23 câu số 2, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Cầu nguyện để tại đây sẽ là một đồng cỏ, mà đồng cỏ xanh tươi, để những con chiên đói có thể tìm được cỏ tốt để ăn.
Amen anh chị em. Chúa có thể làm công việc đó. Ngài ban lời, Ngài mặc khải, Ngài hướng dẫn để chúng ta sẽ luôn có lời của Chúa để nuôi dưỡng anh em của mình. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện là Cha nhân danh Chúa Giêsu, xin cho lời Chúa liên tục tuôn chảy qua các mục sư của chúng con, dẫn đến tác động một cách siêu nhiên đến đời sống của tất cả những người đến thờ phượng. Xin lời của Chúa liên tục tuôn chảy. Cảm ơn Chúa. Điều này rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy lời đã chép từng văn tự. Ai cũng có cùng một cuốn kinh thánh. Nhưng chúng ta thấy những người mà được Chúa Ngài ban ơn, thì khi họ mở cái phần kinh thánh đó ra đọc và giải nghĩa lời của Chúa, thì lời của Chúa cứ tuôn ra. Và chúng ta thấy chúng ta nhận được sự dạy dỗ này đến dạy dỗ khác. Chúng ta được phước rất nhiều khi một cái sứ điệp được Chúa Ngài sức giàu. Cho nên hãy cầu nguyện để Chúa Ngài làm công việc này. Tê-sa-lô-ca thứ nhì chương 3 câu số 1. Sau cùng thưa anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Đây là cái lời kêu gọi của một vị sứ đồ được Chúa Ngài mặc khải những điều hết sức là lạ lùng, lớn lao. Đến độ ông là người đã viết trong sự sức giàu của Đức Thánh Linh đó 1/3 Kinh Thánh Tân Ước. Nhưng ông vẫn xin, sau cùng thưa anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi để đạo Chúa được truyền bá nhanh chóng và được tôn trọng như đã có ở giữa anh em. Chúng ta cầu nguyện để lời được ban ra và những người nghe cũng có sự tôn trọng lời của Chúa. Có một cái việc nó có thể nó xảy ra mà ở trong những ngày qua, trong một vài câu chuyện, mẫu chuyện chúng tôi có dịp gặp gỡ các anh chị em để thông công, để chia sẻ trong những bữa ăn, thì có một cái điều mà được nhắc đến, đó là cái việc nghe nhiều quá lần. Hay là ở trong chức vụ của mục sư lâu năm rồi thì không còn học được gì hết. Và cho rằng mình đã học hết rồi. Và mục sư thì chắc là sự hiểu biết của ông thì chắc cũng đã cạn kiệt rồi. Đó làm cho mình bị mất phước của Chúa. Cái sự khác biệt giữa Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời với lại tất cả những cái pho sách khác ở cái chỗ là hôm nay chúng ta có thể đọc cái phần Kinh Thánh đó, nhận được những sự dạy dỗ. Tuần tới chúng ta trở lại cùng một đoạn Kinh Thánh, chúng ta đọc, chúng ta sẽ nhận được những sự dạy dỗ mới. Nếu chúng ta tin điều đó, chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta có lòng khao khát, Đức Chúa Trời có thể phán với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Điều này giải thích tại sao có một cái hiện tượng xảy ra mà lúc đầu khi tôi nghe tôi cũng nói ở trong lòng, chắc là họ nói để lấy lòng của mình. Có những người họ làm chứng lại, chúng tôi nghe bài giảng của mục sư hơn 100 lần. Tôi nói nghe làm chi mà dữ vậy. Họ nói không, mục sư lạ lắm. Lần nào chúng tôi nghe chúng tôi cũng nhận thêm những sự dạy dỗ. Bởi vì trong những cái sự giảng dạy của mục sư rất là phong phú. Có những lúc chúng tôi nghe và ở trong một cái hoàn cảnh những gì mình đối diện ở trong lúc đó, chúng tôi nhận được sự dạy dỗ đó. Anh chị em, cái điều đó xác nhận với chúng ta về cái sự siêu nhiên của sự sức giàu của Chúa khi lời của Chúa được công bố ra. Và nếu chúng ta giảng một cách chữ nghĩa đó, thì người ta nghe, tôi xin nói, một lần không là đã thấy đủ rồi. Mà nếu một bài giảng người ta có thể nghe đi nghe lại nhiều lần. Tối Chủ Nhật, tôi được một cái sự xác nhận mà tôi rất là biết ơn Chúa. Đó là có người láng giềng mà anh chị Hải Như đã mời đến để sinh hoạt với chúng ta trong buổi chiều Chủ Nhật vừa qua. Chị là một giáo viên. Khi gặp tôi thì lỡ miệng chị chào, chào anh. Hải nhắc đây là mục sư, chị mới nói, ôi xin lỗi, xin lỗi. Vì tôi là người ngoại, tôi không biết là xưng hô với mục sư như thế nào. Rồi lúc thì chỉ gọi là linh mục, rồi chút chỉ gọi là thầy, vân vân. Nhưng mà một chút nói chuyện thì chị cứ nói là chị trầm trồ và cảm ơn Chúa vì mục sư đã làm được một công việc mà chúng tôi thấy được cái kết quả ngay trước mắt đây. Thấy anh em đông người như thế này ăn uống thông công một cách vui vẻ. Chuyện này không có ở trong đời này. Bà con gia đình đó mà hợp lại với nhau còn chửi lộn một lúc. Bạn bè ngồi với nhau uống rượu này kia vô là sẽ có chuyện. Nhưng mà tại đây thì thấy các anh chị em đang sinh hoạt một cách rất là vui vẻ. Thì tôi nói, làm sao chị biết đây là công việc của chúng tôi? Chị mới làm chứng lại là anh Hải đã tặng cho chị những cái bài giảng. Bà đã nghe những bài giảng của chúng tôi. Chị nói rằng tôi nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp cầu nguyện để Chúa tiếp tục ban cho lời của Ngài có những sứ điệp để cứ tiếp tục làm những sứ điệp từ Chúa và sống động.
Amen anh chị em. Vì sẽ có nhiều người nữa sẽ được giúp đỡ bởi lời của Chúa. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta là những người lâu năm nằm lâu ở trong hội thánh thì sẽ không bị cái triệu chứng gọi là lờn đối với lời của Chúa. Một anh em khi đi dự đại hội ở tại Atlanta đã làm chứng với các mục sư có mặt ở trong ngày hôm đó rằng con là một trong những người ở trong hội thánh VBC. Nhưng mà những năm gần đây, tất cả mọi sinh hoạt con đều tiếp tục giữ. Nhưng có một điều là nghe bài giảng của mục sư không còn quý như trước nữa. Vì con nghe và quen với mục sư quá rồi. Ông sư của mình, tuần nào mình cũng được nghe mục sư giảng. Riết rồi mất cái nét đặc biệt. Nhiều năm trước tôi nghe có một vị mục sư, ông phân tách cái vấn đề giữa mục sư diễn giả và mục sư chăm sóc mình. Mục sư diễn giả của những kỳ trại, của những đại hội. Họ đến họ cho chúng ta ăn những cái món ăn rất là khoái khẩu. Nó ngon như là kem á. Hớp một muỗng vô là thấy nó ngọt mà đủ thứ mùi vị hết, thấy rất là thu hút. Nhưng mà ăn kem suốt đời thì sẽ chết sớm. Ông mục sư ở hội thánh nhà đó thì ông cho mình ăn cơm rồi có những bữa cơm có rau, có khi rau luộc, có khi rau xào. Mình nghe nó không có giống như là hấp dẫn giống như ăn kem, ăn bánh ngọt. Nhưng mà nó cần cho cuộc sống của mình. Tại vì mục sư ở nhà là ông nuôi mình. Như cha mẹ mà nuôi con bằng kem ngoài thì đứa con đó nó sẽ bị béo phì và nó chết sớm. Và dĩ nhiên là tôi cũng cho anh em ăn kem chứ không phải là không. Nhưng khi gì nó cũng có cái giá trị của nó. Có cái quân bình của nó. Anh xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta cũng cầu nguyện cho anh em ở trong hội thánh là có nhiều khi ngồi ở dưới cái chức vụ của chúng tôi nghe giảng nhưng mà không có thỏa lòng. Cứ muốn để cái lỗ tai của mình ở chỗ khác để nghe những chỗ khác. Thì nhưng mà thức ăn mà ăn không cùng một người để mà giúp đỡ cho chúng ta để có cái giá trị của dinh dưỡng đó thì chúng ta thấy rằng sẽ có cái trở ngại của thức ăn không có quân bình. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài ban phước cho để phần thứ ba chúng ta cầu nguyện lại Cha. Nhân danh Chúa Giêsu xin mở lòng và gia tăng lời Chúa liên tục ở trong giờ kêu gọi của Chúa của chúng con ở trong suốt năm nay để dẫn đến sự tăng trưởng siêu nhiên ở trên hội thánh này. Nếu cho em hiểu cái việc mà chúng tôi soạn bài giảng thì luôn luôn nó dẫn đến cái mục đích của cái thời giờ kêu gọi. Vì tôi được huấn luyện ở trong trường, tôi nhớ vị giáo sư dạy về cái môn giảng dạy lời của Chúa. Ông nói rằng nếu một cái sứ điệp mà không có cái kết thúc bằng sự kêu gọi người ta làm những quyết định thay đổi cuộc đời của mình, từ bỏ tội lỗi hay là lập một cái giao ước với Chúa thì nó chỉ là một bài diễn văn không có giá trị. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài cho để sứ điệp sẽ dẫn đến cái cao điểm của sứ điệp là giờ kêu gọi. Chị em nhớ điều đó để chúng ta sẽ được ơn của Chúa. Và xin cầu nguyện để người giảng cũng sẽ ban phước để cái giờ kêu gọi đó có lời của Chúa đến với chúng ta. Vì đó là giây phút hết sức là trọng đại ở trong suốt cái buổi giảng lời của Chúa của chúng ta. Công vụ chương 16 câu số 14 thì hé mở cho chúng ta ở trong điều này một cái cụm từ mà chúng ta thấy chúng ta cần để ý đến. Có một phụ nữ lắng nghe chúng tôi tên là Lydia, quê ở thành Thyatira, chuyên bán vải sắc tía, là người thờ kính Đức Chúa Trời. Ở trong tiếng Anh là the God fear, tức là họ là người dân ngoại, nhưng mà họ biết kính sợ Đức Chúa Trời. Chưa phải là người theo đạo Do Thái, và dĩ nhiên là chưa phải là người theo như tin lành của Chúa, nhưng mà là người kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta để ý đến cụm từ ba chữ kế tiếp, Chúa mở lòng ly đi. Như vậy có cái yếu tố, đó là nếu một tấm lòng mà không được Chúa mở, thì cái tấm lòng đó sẽ không bao giờ thấy được sứ điệp của Chúa. Amen. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta cầu nguyện. Để cái việc mà chúng ta thấy sự can thiệp của Chúa là điều mà chúng ta không làm được đó. Đó là Chúa ngài mở lòng. Chúa mở lòng ly đi khiến bà chú ý đến lời Phaolô nói. Có nghĩa là nếu Chúa không mở lòng nữa thì ông Phaolô mới nói khi bà ly đi này bà cứ nghe nhưng mà bà không có chú ý. Anh chị em có bao giờ nói chuyện với những người họ nghe chúng ta mà không chú ý không?
Tôi có những lúc ở trong những cái hoàn cảnh như vậy. Mình nói, rồi chút xíu anh em hỏi lại đúng cái điều mà mình vừa mới giải thích. Xong rồi giải thích xong, có người khác đưa tay lên hỏi cùng một câu hỏi đó, cùng một cái thắc mắc đó. Tôi thiếu điều muốn hỏi gì chứ, nãy giờ cái lỗ tai của bạn ở đâu? Mình xem, trong hôn nhân, gia đình cũng như trong sinh hoạt của chúng ta sẽ có những cái giây phút như vậy. Và chúng ta cũng nhớ là có một kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Lời của Chúa Giê-xu chính miệng Đức Chúa Giê-xu Ngài nói, khi lời được gieo vào ở trong cái lối đi đó, thì Sa-tăng trong hình ảnh của chim trời sa xuống và cướp đi cái hạt giống đó. Trong lúc chúng ta ngồi nghe giảng, anh chị em chúng ta trong hội thánh ngồi nghe giảng, có những con chim mà Sa-tăng nó sai đến để chuẩn bị tha cái hộp giống đó ra khỏi lỗ tai của chúng ta liền. Đó là lý do chúng ta cầu nguyện. Để điều mà Chúa Ngài đã làm cho Lydia, Chúa Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta, cho hết thảy anh chị em của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và khi Chúa Ngài làm thì lạ lùng lắm. Trước đây tôi có gặp một anh ở một cái gia đình này, anh chị này ở thành phố Seattle. Khi họ được sự thăm viếng của Chúa, chị chạy lên, chị cảm ơn tôi và khóc và nói rằng, một sư biết tôi đi nhà thờ với chồng của tôi gần 30 năm. Tôi nói đạo ai ní giữ, tôi vẫn đi nhà thờ với anh, nhưng mà anh đừng có mong rằng tôi sẽ theo đạo. 30 năm. Anh thì cứ nhận những cái đĩa bài giảng của chúng tôi và cứ để trong xe của chị. Vậy là có một lúc tôi có đĩa bài giảng của mục sư trong xe của tôi, một cọc bài giảng có thể là từ 25 cho đến 30 đĩa mà tôi không bao giờ đụng đến. Nhưng mà rồi ngoài kia, khi cuộc đời có những cái sự đau khổ, tôi lấy một cái đĩa ra và ở trong cái chồng đĩa đó tôi bỏ vào nghe, thì tôi hét lên, ông mục sư này ở đâu mà ông nói đúng hết tâm trạng của tôi. Chú mở lòng, chú làm việc. Như bà Lydia, Chúa mở lòng đi khiến bà chú ý đến lời của Phaolô nói. Chúng ta cầu nguyện điều đó. Chúa can thiệp và Ngài làm công việc này. Thứ tư, nhân danh Chúa Giê-xu cầu xin Cha khai mở lời ở trên con dân của Ngài trong mọi buổi thờ phượng để dẫn đến những lời chứng về sự thay đổi cho mọi người đến thờ phượng ở trong suốt năm nay. Anh xem điều này nó rất là quan trọng mà chúng ta cầu xin Chúa Ngài nhúng tay vào, Ngài can thiệp vào. Bởi vì nếu chúng ta ở bên cạnh lò sưởi mà chúng ta lạnh thì không phải là lỗi của lò sưởi mà nó là lỗi của chúng ta. Từng hồi từng lúc có những cha mẹ đến và nói rằng tại sao con của tôi đi nhà thờ mà đời sống của nó không có sự thay đổi. Ý họ muốn đổ thừa và trách là tại sao chúng tôi không làm cái công việc giúp đỡ cho con của họ. Tôi ban đầu cũng bối rối, nhưng mà cuối cùng Chúa Ngài chỉ cho tôi cách để trả lời. Nếu một cái trường học mà nhiều sinh viên đã sản xuất ra nhiều sinh viên giỏi, mà trong đó có những sinh viên dở, thì lỗi của ai? Nếu mà cái trường đó mà dở đó là sản xuất ra sinh viên toàn là đồ dở, mà nếu sản xuất ra những sinh viên giỏi và trở nên những người thành tựu ở trong đời sống, thì chắc chắn là không phải là ban giáo sư, cũng không phải đường lối của trường, nhưng mà có thể là cái lối học hay là cái cách học của sinh viên đó, hoặc là không có khả năng, hoặc là không học đúng theo như yêu cầu, tiêu chuẩn yêu cầu, thì sẽ đem đến một cái kết quả là chúng ta thấy nó không có đồng nhịp với nhau là như vậy. Xin Chúa Ngài ban ơn và chúng ta cầu nguyện để Chúa sẽ cho để tiếp tục những người con được sản sinh ra từ VBC Houston sẽ tiếp tục giữ được điều mà các mục sư, các chức vụ đã có cái lời nói về chúng ta như thế này. Con mà sanh ra từ lò của VBC Houston là những người giỏi. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta nghe điều này, chúng ta cầu nguyện càng nhiều hơn. Bởi vì chúng ta biết tất cả chúng ta đều có một quyển sách giáo khoa chung. Nếu lời của Chúa mà đem lại sự khác biệt và gây dựng được anh chị em của chúng ta, đó là ơn của Chúa, là điều chúng ta không có. Xin cầu nguyện Chúa Ngài ban phước. Amen anh chị em. Những người đi xa, đi đến những thành phố khác mà người ta biết là đi nhóm lại tín hữu của VBC Houston,
Tôi cam đoan với anh chị em là người ta mời chúng ta cầu nguyện trong giờ nhóm. Có những người là sẽ được trao cho microphone để làm chứng. Và nhiều anh chị em đã làm chứng lại với tôi rằng lúc đó thì mới thấy mình biết rất nhiều. Ở nhà thì cứ giao công việc cho mục sư. Thì không dám nói, không dám làm, nhưng mà khi đi ra và được nhận diện là người ra từ lò, từ hội thánh của VBC Houston, thì khi được đưa vào sử dụng mới thấy mình biết rất nhiều. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài tiếp tục khai mở lời của Chúa trên con dân của Chúa. Điều đó tôi tìm thấy ở trong Gióp chương 6 câu 25 phần A, lời trung thực có sức thuyết phục. Xin Chúa Ngài ban ơn. Và cuối cùng, phần thứ 5, chúng ta cầu nguyện buổi tối hôm nay là: Cha, nhân danh Chúa Giêsu, xin sai đến chúng con lời đúng thì trong mỗi buổi thờ phượng, dẫn đến tâm linh được an nghỉ trọn vẹn cho mọi người đến nhóm lại ở trong suốt năm nay. Cảm ơn Chúa vì có những lời làm chứng rất là khích lệ, luôn cả về sức khỏe thể chất. Một người có thể cảm thấy không khỏe trong người và đến nhóm lại với Hội Thánh thì trong lúc ngợi khen thờ phượng được chữa lành. Có những người đời sống rất là bất an, vào nghe xong một bài giảng ở trong ngày Chủ nhật, sự bình an tràn ngập ở trong tấm lòng trở lại, ra về trong sự bình an của Chúa. Sự hiện diện, sự ban phước của Chúa và lời của Ngài đem lại những kết quả đó. Thì chúng ta tối hôm nay yểm trợ cho việc chúng ta giữ lửa phục hưng luôn cháy qua việc chúng ta cầu nguyện cho năm điều này, để chức vụ của việc giảng lời của Chúa được gia tăng ở giữa chúng ta, ở trong ơn của Chúa. Nó quan trọng lắm anh chị em. Cho nên, ở trong công vụ chương 6, chúng ta thấy khi có những tiếng xào xạc, than phiền của những người đàn bà Hy Lạp sống ở tại nước ngoài, đó là họ bị lãng quên. Họ, trong cái bữa ăn thông công của Hội Thánh, thì việc cấp phát thức ăn không có đồng đều, có những cái than phiền như vậy. Thì sứ đồ Phi-rơ và các sứ đồ đã mời Hội Thánh ngồi lại và họ nhận biết một điều rất là quan trọng. Bỏ việc cầu nguyện và phục vụ lời của Đức Chúa Trời để lo việc cấp phát thức ăn trên bàn tiệc là điều không xứng hiệp. Thì ông đã đưa ra một cái giải pháp, và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng các sứ đồ tiếp tục được ở trong công việc cầu nguyện và phục vụ lời của Chúa. Ở trong tiếng Anh dùng chữ là minister of the word. Rao giảng lời của Chúa là phục vụ lời của Chúa, vì lời là Đức Chúa Giêsu. Và khi chúng ta rao giảng, chúng ta chuyển tải lời của Chúa là chúng ta phục vụ Ngài. Cho nên rất là quan trọng mà chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài làm việc. Tấm lòng của những người giảng sẽ được Chúa Ngài làm việc và sứ điệp cứ tuôn đổ. Lời của Chúa thì Chúa Ngài mặc khải ở trên người nghe và khai phóng ra ở trong những buổi nhóm, trong cuộc đời, trong những sinh hoạt của chúng ta, của các nhóm. Đó là điều mà chúng ta yểm trợ Hội Thánh của Chúa cũng như chính mình ở trong công việc cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa. Anh chị em nắm được vấn đề. Tối hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho năm điều này và xin Chúa Ngài ban phước ở trên chúng ta, ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh từ nơi Ngài. Tối hôm nay thì chúng ta cầu nguyện theo mô hình của năm hàng, tức là tất cả mọi người cầu nguyện lớn tiếng cùng một lúc. Đừng chờ ai hết. Tôi thì cũng tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng vào trong microphone để anh chị em của chúng ta ở khắp nơi cũng cùng amen với chúng ta. Bởi vì tôi tin rằng chúng ta cùng hiệp lòng, hiệp ý ở trong những điều mà chúng ta vừa nghe. Thì tôi tin rằng cái sức mạnh của sự cầu nguyện, mặc dù chúng ta có thể không ở trong nhóm, nhưng mà chúng ta có thể công bố lời của Ngài rải ra khắp ở trong nhà thờ trong thời gian này. Anh chị em có thể đứng ở tại các hàng ghế, anh chị em có thể đứng ở tại một cái vị trí mình cảm động, chúng ta công bố lời của Chúa. Và xin một số anh chị em cũng làm một hành động có tính cách tiên tri. Xin cho có 4 người sẽ hướng về Đông Tây Nam Bắc. Phía trước của nhà thờ chúng ta nhìn thẳng lên, đó là hướng Bắc. Bên vách tường ở bên này là hướng Tây. Và bên vách tường của bên tay phải tôi, tức là bên tay trái của anh chị em, đó là hướng Đông Nam. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài ban phước. Và dĩ nhiên là phía sau lưng của tôi là vách sau của nhà thờ là về hướng Nam. Thì chúng ta công bố đến 4 góc của thành phố của chúng ta, lời của Chúa cũng sẽ được rao giảng ra và bày tỏ ra
ở trong ơn của Ngài để thu hút và lôi kéo nhiều người đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta bước vào trong thời gian cầu nguyện. Hallelujah, ngợi khen Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Cá nhân của con đã kinh nghiệm được. Chúa làm cho sống động, làm cho được thỏa lòng. Lời của Chúa làm cho mạnh mẽ. Lời của Chúa đem lại sự thuyết phục. Lời của Chúa đầy quyền năng ở trong ơn của Ngài. Em chào cho chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Lời của Chúa có những giây phút chúng con trải nghiệm được như lửa thiêu đốt những thứ ô nhơ, rắc rối ở trong tấm lòng, trong đời sống của chúng con, của những con người. Và cũng có những lúc lời của Chúa đem lại sự nóng cháy ở trong tấm lòng của chúng con. Chúng con nghe lời của Ngài thì chúng con thấy như thiêu, như đốt ở trong lòng. Và chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa vì cũng có những giây phút lời của Chúa như búa đập vỡ những tấm lòng cứng cỏi. Lời của Chúa làm cho vỡ tan ra, hòa khóc lên vì nhận được lời của Ngài tác động ở trên những đời sống, trên tấm lòng của mình. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì bởi ơn của Ngài Chúa giàu. Chúng con đến ở trước mặt Ngài trong thời giờ này, cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để mỗi chúng con ở trong ơn của Ngài, VBC Houston của chúng con trong ơn của Ngài, chúng con có thể phục vụ lời của Chúa một cách tốt đẹp trong việc rao giảng, cũng như trong những giây phút chúng con sử dụng lời của Ngài để chúng con chiến trận. Vì lời của Chúa có thể gọi sự sống trở lại. Lời của Chúa có quyền để có thể làm cho sự đắc thắng được diễn ra đối với ác quỷ, đối với bệnh tật, đối với những cầm buộc mà chúng con thấy rằng có thể cầm giữ những cuộc đời. Lời của Chúa đem lại sự tự do, lời của Chúa đem sự giải cứu, lời của Chúa đem lại sự đắc thắng ở trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, ngợi khen Chúa. Lời của Chúa cũng đem lại sự nên thánh ở trên những cuộc đời. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để lời Chúa, lời quyền năng của Ngài sẽ được công bố ra trong ơn của Ngài, để chúng con thấy khắp bốn hướng của nhà thờ, của vị trí, của cơ sở nhà Chúa mà Chúa Ngài cho chúng con đang tọa lạc ở tại đây, thì quyền năng của Ngài sẽ tiếp tục được rao giảng. Từ bục giảng này, lời của Chúa cũng sẽ được, các sứ điệp sẽ được ban phát ra. Và chúng con thấy qua sự kết nối của những ống kính của máy camera, rồi đường truyền của mạng, thì chúng con sẽ thấy lời của Ngài cứ tiếp tục được rao giảng ra. Lời của Chúa cũng sẽ được công bố ở trên các làn sóng radio. Chúa Ngài tiếp tục ban phước, và chúng con sẽ thấy cộng đồng của chúng con cũng sẽ được dầm thấm bởi lời của Ngài, của các sứ điệp ở trong ơn của Ngài, bởi quyền năng của Ngài Chúa Giáo. Chúng con sẽ thấy mức độ của lời của Ngài được bày tỏ ra và đem lại kết quả một cách lớn lao trong ơn của Ngài. Lạy Cha, nhân danh Đức Chúa Giêsu, chúng con công bố một sự khai phóng lời một cách tươi mới và biến đổi sự sống ở trong các mọi buổi nhóm của chúng con. Trời xin hành động, xin làm việc. Xin Chúa Thánh Linh Ngài làm cho lời của Ngài được trở nên sống động. Lời của Ngài qua môi miệng, qua sự sắp đặt của các lời giảng dạy, qua sự giúp đỡ thảo luận, thì chúng con thấy lời của Ngài có thể đem lại sự đổi mới. Lời của Ngài đem lại sự tươi mới ở trên tất cả mọi người trong hết thảy các buổi nhóm của chúng con. Trong ngày Chủ Nhật, lễ tiếng Anh cũng như lễ tiếng Việt, tất cả đều sẽ kinh nghiệm được quyền năng của Ngài tác động, phước hạnh của Chúa Ngài bày tỏ ra cho các em ở trong các ban huấn nhi, thì các em cũng được lời của Chúa giúp đỡ. Giờ học trường Chủ Nhật của thanh thiếu niên cũng sẽ được Chúa Ngài ban phước, và chúng con thấy lời tươi mới, lời biến đổi sự sống sẽ được rao giảng ra ở trong ơn của Ngài. Trời biến VBC Houston liên tục trở nên đồng cỏ xanh tươi ở trong ơn của Ngài, mé nước bình tĩnh ở trong ơn của Ngài, để chúng con thấy những con chiên đói ở trong tuần cũng có thể tìm được sự tươi mát của lời của Ngài làm lính lương để nuôi dưỡng đời sống của họ. Dòng nước bình tĩnh cũng có thể giúp để chiên không sợ hãi, nhưng có thể bình tĩnh đủ để có thể uống nước được. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin gia ơn, xin làm việc ở trong những buổi nhóm của chúng con trong ơn của Ngài, để rồi có thể quy tụ và giữ lại nhiều người vào trong hội thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Cha, nhân danh Đức Chúa Giêsu, xin lời của Chúa liên tục chảy qua các mục sư của chúng con, ban phước trên họ Chúa Giáo, làm cho lời của Ngài cứ được sống động. Lời của Chúa khi được nghiên cứu, khi được tra xét, lời của Chúa khi được tìm hiểu, thì Chúa Ngài mặc khải
khiến cho lời của Ngài có thể được bày tỏ ra. Ô lại Đức Chúa Trời của chúng con, để rồi nó trở nên những sứ điệp, và những sứ điệp đó sẽ tuôn đổ, tuôn chảy qua các mục sư, đem lại sự tươi mát, đem lại những tác động siêu nhiên đến đời sống của tất cả những người đến thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài vì lời tri thức cũng được bày tỏ ra ở trong những ngày tháng qua. Cảm ơn Chúa vì lời khôn ngoan cũng được bày tỏ ra ở trong ơn của Ngài. Ô lạy Chúa, chúng con cũng ngợi khen Ngài vì những lời tiên tri, những lời phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho cũng được rao báo ra. Chúng con ngợi khen Chúa, và khi lời Rema của Ngài được bày tỏ, chúng con cảm ơn Chúa vì những ứng dụng mà Đức Thánh Linh Ngài bày tỏ giúp đỡ để có thể áp dụng vào trong những hoàn cảnh khác nhau, đã đem lại sự phước hạnh cho nhiều người. Thì lại Đức Chúa Trời của chúng con xin ban ơn, xin làm việc. Lạy Chúa, chúng con cũng dấn thân và cầu nguyện, xin Chúa Ngài giúp đỡ và ban phước thêm sức cho chúng con, để chúng con cũng sẽ dâng các chức vụ của các đệ tớ của Chúa ở trong tay của Ngài qua những lời cầu thay của chúng con. Như sứ đồ Phaolô đã xin hội thánh của Chúa ở tại thành Tê-sa-lô-ni-ca, hãy cầu nguyện cho chúng tôi để đạo Chúa được truyền bá một cách nhanh chóng và được tôn trọng như đã có ở giữa anh em. Cho dấu ban phước cho dấu, để chúng con thấy lời của Chúa được rao giảng ra một cách nhanh chóng. Chúng con xin Chúa Ngài ban phước, yểm trợ cho những anh em của chúng con đang xin được Chúa Ngài ban phước để có thể làm nên tiền bạc một cách lớn lao, có thể yểm trợ, tài trợ cho, để lời của Chúa cũng được rao giảng một cách nhanh chóng cho đất nước, cho dân tộc của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cũng cầu nguyện, xin Chúa Ngài cũng tiếp trợ cho tài chánh, Ngài tiếp trợ cho ơn quyền của Ngài, sự mặc khải từ nơi Chúa, sứ điệp từ nơi Ngài. Lạy Chúa, để chúng con sẽ thấy đạo của Chúa được truyền bá một cách nhanh chóng và được tôn trọng như đã có ở giữa hội thánh của Chúa tại thành Tê-sa-lô-ni-ca. Ôi cha dấu, chúng con xin Chúa Ngài ban phước để đời sống của những người giảng cũng sẽ yểm trợ sứ điệp, để chúng con thấy rằng lời của Chúa sẽ được tôn trọng. Cảm ơn Chúa. Nếu có những việc xem thường lời của Ngài ở giữa chúng con, ở trong hội thánh, ở trong cộng đồng của chúng con, thì lại Đức Chúa Trời xin Chúa Ngài làm cho lời của Ngài, Chúa Giọng, được tôn trọng, làm cho lời của Ngài được sự chú ý và được tôn trọng của hội thánh của Chúa trong ngày hôm nay và của cuộc đời của những cơ đốc nhân ở trong ơn của Chúa, Chúa Giáo, để chúng con sẽ thấy có một sự trở lại để nhận được lời của Ngài, biến đổi hành động ở trên đời sống. Chúng con ngợi khen Ngài. Chả dối, chúng con cảm ơn Chúa vì phước hạnh của việc Chúa Ngài mở lòng và gia tăng lời của Chúa một cách liên tục ở trong giờ kêu gọi, ở trong suốt năm nay, cho những giây phút hết sức long trọng và quan trọng ở trong giờ chúng con học lời của Chúa ở trong mỗi ngày Chủ nhật. Xin Chúa Ngài ban ơn để việc mà Chúa Ngài đã làm cho Ly đi, Chúa mở lòng của bà, rồi Ngài khiến cho bà chú ý đến lời của Phaolô nói, để bà có thể được cứu, rồi cả gia đình của bà cũng được cứu theo và chịu phép báp têm lại Đức Chúa Trời của chúng con, rồi họ đã trở nên một gia đình để có thể tiếp đón các sứ đồ của Ngài, các đoàn truyền giáo ở trong ơn của Chúa cho thành Philip. Thì lại Đức Chúa Trời của chúng con xin ban ơn, xin Chúa Ngài làm việc để tấm lòng của những người được Chúa Ngài tuyển chọn và kéo đến, họ là những con người bình an, sẽ là gạch nối, sẽ là chìa khóa để mở vào cả gia tộc của họ. Lạy Chúa, xin Ngài làm việc. Khi họ bước vào trong buổi nhóm nghe lời của Chúa giảng ở tại đây, cũng như sự rao giảng ở trên radio, Chúa làm việc cho những tấm lòng đó, những cuộc đời đó, để chúng con thấy rằng họ được bắt phục như lời của Chúa đã bày tỏ. Chúa ơi, xin làm một cách lớn rộng ở trong những ngày sắp đến, như Chúa đã mở lòng Ly đi, xin Chúa Ngài mở lòng của Ly đi của ngày hôm nay, rồi những người phụ nữ có ảnh hưởng, có những cái mạng lưới mà qua họ có thể đem lại việc mở rộng nước của Ngài, tinh lành của Ngài. Thì lại Chúa xin Ngài làm việc để rồi như bà Ly đi đã chú ý đến lời của Phaolô rao giảng, chúng con cũng thấy điều đó được xảy ra trong ơn của Ngài. Chúa Ngài thăm viếng, Ngài làm việc, Ngài sắp đặt, Chúa Giáo, để chúng con thấy có những người đã được giới thiệu nhiều ngày tháng, họ có thể họ chất đĩa bài giảng, những link để giới thiệu các bài giảng. Thì lại Chúa xin Ngài làm việc để họ sẽ được sự chú ý, mở lòng, mở tâm trí ra khi nghe, để có thể đón nhận được chân lý của Ngài, để rồi được sự cứu rỗi. Lạy Chúa xin ban ơn, bởi quyền năng của Ngài chúng con thấy điều đó xảy ra ở trong ơn của Ngài. Chúng con nguyện xin Chúa Ngài làm việc ở trên hết thảy anh chị em của chúng con, những người ở trong nhà Chúa, những người ở trong các buổi nhóm của hội thánh đơn giản. Khi lời của Chúa được mở ra, khi lời của Chúa được giải bài, khi lời của Chúa được thảo luận, thì chúng con sẽ thấy Chúa Ngài mở lòng anh chị em của chúng con, như Chúa đã mở lòng cho Ly đi, và Chúa Ngài khiến cho
sự chú ý đến lời rao giảng. Lạy Chúa xin giúp đỡ chúng con, xin Chúa ngài ban phước và trong ơn của ngài chúng con chống lại với tất cả những nỗ lực, tất cả những điều gây chi phối trong giờ giảng lời của Chúa. Quyền năng của ngài làm việc ở trong ơn của Chúa, bởi thẩm quyền Chúa ban cho, chúng con xin Chúa ngài hành động, có một sự càn quét của sự hiện diện của Chúa, làm cho tất cả những tiếng nói, làm cho cả những tiếng, những sinh hoạt nếu là không tập trung vào việc nghe lời của Chúa sẽ được giải quyết ở trong ơn quyền của ngài, để rồi chúng con thấy sẽ có một sự tập trung, những tâm lòng mở ra để đón nhận lời của Chúa như những mảnh đất tốt, hầu cho lời của ngài được kết quả 30, 60, 100 trên anh chị em của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen ngài, chúng con chúc tụng Chúa vì lời trung thực có sức thuyết phục. Xin Cha ban ơn để chúng con có thể kết quả ở trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con nhân danh Chúa Giêsu cầu xin Cha khai mở lời của ngài ở trên dân của ngài ở trong mọi buổi thờ phượng, dẫn đến những lời làm chứng của sự thay đổi. Chúa ơi, chúng con tin rằng nếu không nghe, không áp dụng thì sẽ không có sự thay đổi ở trong đời sống. Lạy Chúa xin cho để tấm lòng của anh chị em của chúng con sẽ được nghe rồi áp dụng lời của ngài và thấy sự thay đổi lớn lao, và nó trở nên một lời làm chứng mà chúng con thấy sẽ ảnh hưởng lan rộng ra ở trong ơn của ngài, để những người quan sát ở trong dòng họ, những người láng giềng, những người trong cùng một sở làm, những người trong cùng một trường học, thì chúng con thấy họ sẽ thấy sự khác biệt và những lời làm chứng về sự thay đổi sẽ được đồn rao ra và lời của ngài cũng sẽ được đón nhận một cách rộng rãi hơn trong những ngày sắp đến. Chúng con cảm ơn ngài. Lạy Cha, nhân danh Chúa Giêsu xin sai đến chúng con lời đúng thì Chúa ơi, xin ngài tiếp tục mặc khải hướng dẫn để khi các đầy tớ của Chúa cầu nguyện xin sự dẫn dắt của Chúa, để Thánh Linh ngài điều động, ngài ban phước, ngài gợi ý để chúng con có thể có những chủ đề, chúng con có những sứ điệp từ nơi Chúa trong sự mặc khải của ngài mà đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Chúng con biết rằng chỉ có sự hành động của Chúa thì việc này mới có thể xảy ra, bởi vì cùng một hội chúng có rất đông người, nhưng mà lời của ngài đúng thì đúng lúc có thể đáp ứng nhu cầu của mọi người ở trong buổi nhóm. Chỉ có Chúa Thánh Linh mới có thể làm được công việc này. Nên Trời ơi, tự do hành động, làm việc, ban phước để chúng con sẽ thấy lời của Chúa khi ngài sai đến sẽ không trở về một cách luống nhưng sẽ có kết quả ở trong ơn của ngài. Chúng con ngợi khen ngài. Lạy Chúa xin ban ơn để các đầy tớ của Chúa, các anh chị em của chúng con, những người trưởng nhóm của các hội thánh đơn giản, chúng con được ơn ở trước mặt ngài như Chúa Giêsu đã được Cha xuất dầu. Ở trong Ê-sai 50 câu số 4, Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dài dỗ. Chúa ơi, xin giúp đỡ con, cầu xin Chúa tiếp tục ban phước dạy dỗ Chúa giọng, để con có một cái miệng, con có một cái lưỡi của người được dạy dỗ. Đừng để con nói những lời thiếu sự dạy dỗ của ngài. Và con cầu nguyện điều này cho hết thảy anh chị em chúng con trong hội thánh, và những người dễ dàng vấp ngã ở trong lời nói của mình. Chúa ơi, xin giúp đỡ hành động để chúng con sẽ thấy hết thảy anh chị em của chúng con là những người có cái lưỡi của người được dạy dỗ. Lạy Chúa xin ngài ban phước để chúng con thấy một làn sóng, một số lượng người được Chúa ngài dạy dỗ. Chúng con có thể đứng lên lấy những điều Chúa ngài đã dạy dỗ chúng con mà chúng con nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Lạy Chúa xin ban ơn, bởi vì đây là điều hết sức cần trong xã hội ngày hôm nay. Có những con người đang mệt mỏi, họ đang cần nghe lời của Chúa từ những cái miệng được dạy dỗ, những cái lưỡi được dạy dỗ. Chúa hầu cho chúng con nói đúng lúc, đúng thì, đúng đề tài. Chúng con có thể mang những điều này và chúng con khích lệ cho người nghe, họ cho người ta đang ở trong sự sợ ngã, đang ở trong lo lắng sợ hãi bởi vì chưa biết Chúa, chưa biết chân lý của ngài, và những người đang nỗ lực tìm đủ mọi cách để gây dựng cũng như tích lũy công đức cho riêng mình, thì sẽ có lời của Chúa tràn đến giúp đỡ cho họ để họ không còn phải nỗ lực làm nữa, nhưng biết mở lòng ra để đón nhận sự thương xót của Đức Chúa Trời đã được thực hiện trong Đức Chúa Giêsu, rằng họ đã được cứu ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Xin ban ơn Chúa giống. Ôi lại Đức Chúa Trời, Chúa ơi, chúng con cần điều này vô cùng. Nhất là dân tộc Việt Nam của chúng con. Chúng con cầu nguyện lại Chúa xin cho để Cơ Đốc nhân Việt Nam của chúng con là những con người có cái lưỡi của người được dạy dỗ, Chúa ơi. Để chúng con sẽ biết dùng lời nói của mình để nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Lạy Cha xin làm việc.
như Chúa Ngài đã làm ở trong Esai 54 câu 4 này. Xin Chúa Ngài làm việc để những lời làm chứng trước đây chúng con nghe thường xuyên, Chúa Ngài cũng sẽ lặp lại điều này. Đó là Ngài đánh thức anh chị em chúng con vậy. Mỗi buổi sáng xin Chúa Ngài đánh thức vậy. Chúng con không nán trễ trên giường của mình, nhưng chúng con được Chúa Ngài đánh thức để chúng con bắt dậy, lắng nghe để cha của chúng con có thể dạy dỗ chúng con. Tai của chúng con được Chúa Ngài mở ra, Ngài đánh thức để có thể lắng nghe như người học trò. Chúa ơi, xin giúp đỡ, xin làm việc để lỗ tai của chúng con lại được mở ra đối với Chúa, đối với lời của Ngài. Xin tha thứ cho thái độ, cho rằng chúng con đã lâu năm ở trong Chúa, chúng con đã nghe hết tất cả những bài giảng rồi, Kinh Thánh chúng con đã đọc đi đọc lại nhiều lần rồi, chúng con không thể còn nghe được điều gì khác. Thì lại Đức Chúa Trời của chúng con, xin Chúa Ngài mở lỗ tai của chúng con ra, thì chúng con thấy rằng chúng con chưa biết như chúng con đáng phải biết. Và rồi chúng con sẽ được Chúa Ngài dạy dỗ chúng con càng hơn. Có những lời rhema, có những ứng dụng của lời của Chúa cho thời đại của chúng con. Xin ban phước, xin giúp đỡ để chúng con có thể có lời của Ngài. Và chúng con lấy những điều dạy dỗ của Chúa mà chúng con có thể nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Cảm ơn Chúa. Cho nhận nơi chúng con quyền pháp lý. Xin Cha tự do đánh thức chúng con dậy sớm. Mở lỗ tai của chúng con ra và chúng con chịu học như một người học trò. Chúa ơi, xin giúp đỡ và giữ tấm lòng của con luôn luôn như một người học trò, lắng nghe từng lời chỉ dạy của thầy của mình. Con cảm ơn Chúa. Xin ban ơn trên hội thánh, trên anh chị em chúng con đang nhóm lại với chúng con. Chúa Ngài ban phước để sẽ có nhiều người chịu học, bằng lòng để Chúa đánh thức mình dậy sớm, lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài. Hỏi cho chúng con sẽ là những cái lưỡi được dạy dỗ. Chúng con đi lại trong cuộc sống, bất cứ lúc nào nhu cầu đến, chúng con có thể lấy những điều Chúa Ngài dạy dỗ chúng con mà nâng đỡ những kẻ mệt mỏi. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin gia tăng lời, gia tăng lời mặc khải, lời hướng dẫn từ nơi Chúa, lời sự sống của Ngài ở giữa chúng con và mọi sinh hoạt của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Chúa, tạ Ngài về sự ban cho của Ngài. Chúng cảm ơn Chúa trước vì những ngày sắp đến chúng con nhìn lại, chúng con sẽ thấy có một mức độ gia tăng như sự đáp lời của Chúa, rằng bởi quyền lực cảm động trong chúng con, Ngài có thể làm trỗi hơn vô cùng những điều chúng con có thể cầu xin hoặc suy tưởng. Xin ban ơn vô cùng lớn hơn những gì chúng con biết để cầu nguyện trong buổi tối hôm nay. Tấm lòng của chúng con chỉ thưa với Chúa rằng xin chính quyền năng và sự khôn ngoan của Ngài mở rộng lời của Ngài ở giữa chúng con. Cho nên chúng con chờ đợi như Ngài. Chúng con ngồi xuống khi chúng con mở lời Chúa ra. Chúa Ngài hành động. Ngài đến và Ngài nói vào trong lỗ tai của chúng con. Ngài dạy chúng con để tất cả chúng con đều sẽ được dạy dỗ những điều tươi mới ở trong ơn của Ngài. Vì hơn bao giờ hết, thế giới loài người của chúng con đang cần lời từ môi miệng của những người được dạy dỗ. Cha ban phước, Cha hành động, chúng con ngợi khen Ngài. Tạ ơn Chúa. Chúng con giờ này cũng hiệp lòng hiệp ý và dâng các anh chị em chúng con, những người có nhu cầu. Gia đình của bác Trần Sơn, bác Tài ở trong tay của Chúa. Và sự ra đi của anh Trần Đắc Vinh, Chúa Ngài an ủi hai bác ở trong thời giờ này. Lá vàng phải khóc lá xanh. Chúng con biết chắc rằng là những điều hết sức đau đớn trong tấm lòng của họ. Chúa Ngài ban phước, gìn giữ để hai bác có thể trải qua được những ngày mất mát và tạm chia tay với con trai của mình. Chúa ban phước để trong ơn của Ngài Chúa dầu. Sức dầu trên chúng con, ban phước trên môi miệng của chúng con, anh chị em của chúng con, những người có cái lưới của người được dạy dỗ, để chúng con sẽ lấy những sự dạy dỗ và lời của Ngài và chúng con nâng đỡ những kẻ mệt mỏi ở trong những ngày sắp đến. Chúng con ngợi khen Ngài ở trong lễ phát tang cũng như trong tang lễ. Trong thời giờ chúng con có cơ hội để thăm viếng, chúng con có thể được Chúa Ngài sử dụng. Chúng con giao kết quả trong tay của Ngài. Chúa là Đấng đã hứa với chúng con, người tinh lành của nước trời cũng giống như người đi gieo giống. Người gieo giống vào trong ruộng của mình rồi trở về hoặc thức hoặc ngủ.
thì Đức Chúa Trời làm cho giống được lớn lên. Xin Chúa hành động mà chúng con thấy điều mà chúng con không thể làm được. Xin Chúa Ngài hành động một cách tự do, một cách lớn lao. Ở trong ơn của Chúa, chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng con ra về, xin Chúa đưa đường dẫn lối anh chị em chúng con trên đường về được một sự bình an. Ban phước cho chúng con, Chúa Dẫu, và đánh thức chúng con dậy sớm ngày mai này, để chúng con sẽ bắt đầu được nghe trở lại tiếng phán của Chúa cho mỗi đời sống của chúng con. Một cái tươi mới trong ơn của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước cho anh chị em tràn đầy ơn của Chúa trong phước hạnh của Ngài. Các đầy tớ, con cái của Chúa ở khắp nơi cũng vào để cùng học lời Chúa và cầu nguyện với chúng tôi. Cảm ơn anh chị em đồng hành với chúng tôi. Xin Chúa ban phước và sử dụng cái điểm cầu nguyện này để chúng ta cầu nguyện trong tuần lễ mới này. Để chúng ta đã được phước của Chúa qua lời của Ngài, chúng ta lại sẽ tiếp tục được phước của Chúa càng hơn khi lời của Chúa được gia tăng ở giữa sinh hoạt của chúng ta trong ơn của Chúa. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.